Xin chào tất cả mọi người đã quay lại kênh YouTube của Thẩm mỹ viện quốc tế Eo Sinh nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách nối mi cartoon trên người thật nhé. Thông thường như những bài học trước là mình hướng dẫn mọi người nối trên canh, nhưng hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người nối trên bài thật, trên mẫu thật luôn nhé mọi người. Thì hôm nay mình sẽ chia thông số nối mi cartoon để cho mọi người xem và hướng dẫn mọi người các cách nối sao cho nó phù hợp nhất với từng mắt nhé. Đây là keo vừa mình đã đổ xong rồi nhé. Bây giờ mình hướng dẫn mọi người cách chia tầng mi nhé. Mọi người nhìn giúp mình với ạ. Mi lúc nào cũng sẽ có 3 tầng nhé. Thì cái phần volume mọi người sẽ nối tầng cuối cùng, và trụ mọi người sẽ nối tầng thứ hai giúp mình. Đây, mọi người xem giúp mình nhé. Đây, mọi người phải chia tầng mi ra thì khi mà mọi người nối lên nó mới đều được. Mình sẽ nối số 12 trước nhé. Khi mà mọi người nối, mọi người chia đều khoảng cách giúp mình ra thì mi sẽ không có vò sọ bị đổ và sâu lệch ạ. Cách tách mi này rất là quan trọng nhé mọi người, không được để là mi nó dính chung chân với nhau. Đó, mình đã phủ qua một lớp mà số 12 rồi. Bây giờ mình sẽ sang một lớp số 11, bởi vì là mình sẽ chia khoảng cách nối ra. Mình sẽ không nối một số cùng một lúc, bởi vì như thế rất dễ bị xô lệch mi. Đây là mình đã làm một lớp volume rồi nhá. Bây giờ mình sẽ tạo một lớp trụi cho mọi người xem là mi cartoon khi mà tạo trụ như thế nào nhá. Thì thông thường là nếu mà mọi người không cần mất thời gian tạo trụ thì mọi người có thể mua trụ sẵn. Đây, mình bắt đầu mình lấy trụ, mình sẽ chọc khoảng tầm 7 đến 8 sợi mi nhá. Đây là số 14, mình sẽ bắt đầu mình cạo vào số 14 này.
Đó, mình cho mọi người xem này, mình đã tạo được một cái trụ rồi nhá. À, mình đã được hai cái trụ rồi nhé mọi người. Bộ Mikatoon và mình dựng trụ theo hai tầng nhé mọi người. Đó, mọi người có thể xem là khi mà mình chia phần tầng mi và trụ mình để đúng cái phần mình chia nên là sẽ không bị bao giờ bị lệch lệch trụ nhé mọi người. Và đây là trước và sau khi nối mi đấy mọi người. À, với những dòng Mikatoon hoặc là mi thiết kế thì mọi người nên chọn mọi người nên tư vấn cho khách những cái thông số dài một chút để lộ hẳn mi nối ra thì nó mới mắt nó mới đẹp được. Ví dụ mọi người nếu mà ai thích tự nhiên thì mọi người nên chỉ dùng có lát và volume không thôi nhá. Những cái dáng mi này là dáng mi của những người mà thích lộ hẳn mi nối. Đó. Đây là một bộ mi các cô mình vừa hoàn thành xong. Nếu mà mọi người thấy hay thì mọi người nhớ đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình nhé. Bài học này đến kết thúc, mình tạm biệt mọi người nhé.